Xin chào tất cả các bạn, mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và clip tiếp theo. Và hiện tại mình đang làm ok, thì hôm nay thì mình sẽ vào vấn đề luôn. Mình nói thẳng luôn thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip nó cũng hơi bá đạo nha. Thôi mình bật mí luôn, mình không có nói nhiều nữa, bật mí luôn. Vậy hôm nay thì tôi sẽ review cái ly trà sữa khổng lồ luôn nha. Ly trà sữa khổng lồ nha, nhớ nha, không lên tin liên tiền nữa, không có dòng da tam quốc nữa, tôi vào tôi review thẳng mấy người xem luôn đó. Ok, bây giờ tôi sẽ review thẳng luôn cái ly trà sữa khổng lồ mà tôi đã nói cho các bạn xem nha. Giờ cái ly trà sữa khổng lồ của tôi sẽ review và sẽ sử dụng và sẽ cho nó vào bụng. Ok, đừng bất ngờ nha. Để tôi lấy ly trà sữa cái. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Ê, ly trà sữa khổng lồ của tôi nè. Trà sữa khổng lồ nha, không có xạo nha. Đấy, và đây ly trà sữa khổng lồ của tôi đây. Đấy, trời ơi, ly trà sữa khổng lồ của tôi. Nhớ không? Đấy, review cho các bạn xem luôn nha. Ly trà sữa khổng lồ của tôi là có 102 nữa. Giỡn không? Bây giờ tôi sẽ review các bạn xem cái ly trà sữa khổng lồ của tôi nó sẽ ra sao. Đấy, review luôn. Và bây giờ tôi sẽ review và khui cái ly trà sữa khổng lồ của tôi hôm nay nó ra sao nha. Nó có vị như thế nào, nó có ngon không nha. Đấy, ly trà sữa khổng lồ của tôi ngày qua tôi đã chuẩn bị á. Bây giờ thấy không, các bạn thấy không, ly trà sữa khổng lồ đàng hoàng nha. Đấy, ly trà sữa khổng lồ giỡn không, giỡn với bố là đâu có được đâu, đúng không? Đấy, cho các bạn xem chi tiết cái ly trà sữa khổng lồ của tôi. Đấy, khổng lồ đàng hoàng, tôi nó lao đâu mà. Đấy, thấy không? Bạn thấy không? Đấy, ly trà sữa khổng lồ của tôi. Đấy, sao mà giỡn được đó. Đợi xuống đây. Đấy, hello, và bây giờ thì tôi sẽ khui cái ly trà sữa này. Đấy, khui ly trà sữa này. Đấy, và tôi sẽ thưởng thức cho các bạn xem nha, để cái vị nó như thế nào á. Các bạn xem cái ly trà sữa khổng lồ của tôi, cái ly trà sữa khổng lồ của tôi nó sẽ lợi hại như thế nào nhá. Thật sự ra chắc nó lợi hại lắm rồi, chưa có ai mà có ly trà sữa khổng lồ như tôi đâu, chắc luôn. Trời ơi, đấy, giờ tôi phải review khối hộp. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ khui luôn cái ly trà sữa khổng lồ của tôi nha. Đấy, tôi đâu có nói xạo đâu, khổng lồ đàng hoàng. Đây là gì? Ly trà sữa. Đây này, khổng lồ. Đấy, ly trà sữa khổng lồ của tôi đó, tôi không bao giờ tôi nói xạo nha. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ khui luôn cái ly trà sữa. Không, bây giờ thấy không? Bây giờ tôi sẽ uống cái ly trà sữa nha. Đấy, tôi sẽ uống cái ly trà sữa đây. Thật sự rất ngon mà. Các bạn không làm được đâu. Cái ly trà sữa thống lồ tôi rồi, tất nhiên phải ngon rồi. Ngon lắm các bạn, wow, ngon. Ngon. Không hôi danh lại ly trà sữa khổng lồ của tôi.
giờ thì tôi sẽ khui luôn. Đấy, vì thật sự không lâu của tôi đây nha. Thì tại ra tôi cầm cá một tay à, cho nên không có ái được nha. Ngon, ngon. Ngon. Không lâu ngon quá. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục ăn cái ly trà sữa này nha. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục ăn cái ly trà sữa mà người ta phải gọi là khổng lồ như thế này. Đó, trà sữa. Bây giờ tôi sẽ ăn thật này. Đấy. Đấy. Đây, ly trà sữa khổng lồ tôi. Giờ tôi sẽ ăn hết ly trà sữa nha. Tôi sẽ kết thúc video nha. Hả? Ngon. Ngon. Ủa, sữa ngon mà. Ngon. Ngon. Thầy kệ tôi nói luôn giờ. Các bạn mà có muốn uống trà sữa khổng lồ á thì cứ việc liên hệ với tôi Thuận TV. Ok, Thuận TV sẽ đáp ứng yêu cầu của trà sữa khổng lồ cho các bạn. Ok. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Đẹp đẹp. Ok. Ngon, ngon, ngon. Ok, và cảm ơn các bạn đã tham gia và theo dõi cái video này của tôi. Và nếu đã theo dõi thì hãy cho mình một like, một subscribe và nhớ chia sẻ video giúp mình nhé. Chia sẻ xem, chia sẻ video giúp mình. Ok, và nhớ đăng ký và bấm vào cái chuông sát bên á. Nghe đăng ký subscribe mình nha, nhớ subscribe rồi các bạn hãy comment có cái điều gì muốn nói với mình thì hãy comment chứ mình sẽ clip và đáp tất cả các comment của các bạn comment giúp. Và các bạn điều quan trọng nhất là nhớ like và subscribe nha, subscribe kênh của mình nha, nhớ subscribe kênh của mình nha, nhớ đăng ký kênh và bấm vô cái chuông nha. Cảm ơn, bye bye.